Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, khi nhật thực toàn phần đang trở thành cơn sốt trên khắp nước Mỹ, rất nhiều người đã cố gắng tìm kiếm cho mình một vị trí tốt nhất để ngắm nhật thực. Có những người may mắn đã chọn được một vị trí độc đáo có 102, đó là ngắm nhật thực từ trên không. Đó là những hành khách trên chuyến bay xuyên qua nhật thực do hãng Delta Airlines thực hiện với hành trình từ Austin, bang Texas, tới Detroit, bang Michigan. Ở độ cao hơn 9.000m so với mặt đất, các hành khách đã vô cùng hào hứng khi qua kính bảo hộ có thể chiêm ngưỡng nhật thực ở một góc độ rất khác. Đặc biệt, anh Neil Epstein, hành khách từ New York, đã dành chuyến đi có 102 này để cầu hôn bạn gái. Ngay từ khi mở bán, chuyến bay đã lập tức cháy vé, dù mức vé tối thiểu của chuyến bay không hề rẻ là 749 đô la Mỹ, tức hơn 18 triệu đồng. Tuy nhiên, các hành khách đều cho rằng số tiền này đáng giá với trải nghiệm đáng nhớ này.